À, xin chào các bạn, tôi là Duy Nguyễn, thánh thầy Simmer nhưng cha mẹ bắt làm giám đốc. Rất là sôi nổi không bạn? Đó là những model khoảng Evergreen. Chào các bạn, chúng tôi đang ở Metro Lake, Long Beach. Đây là buổi tập của team Evolution Elite với các bài tập vô cùng thú vị. Những bạn có mặt ở đây bao gồm người mới tập cho đến người chuyên nghiệp, gương mặt đại diện của nhãn hàng. Và điều thú vị là bạn sẽ được theo dõi toàn bộ quá trình này. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Đi nào! Trời đất ơi, con gái mà chơi xà đơn kìa mấy em. Má ơi, cái lưng ghê, cái lưng anh Duy Nguyễn đó trời. Ghê không? Mấy em nào được mấy cái? Trời ơi, tóc dài đẹp quá, tư xô đẹp ghê. Đúng là team này chắc uống súp ép vào gần dữ lắm mới được vậy đó. Đúng rồi đấy, cong lưng hơn nữa. Tốt. Cái gì mà cong lưng trời, ưỡn ngực ra ông ơi. Ưỡn ngực ra nha. Tốt. Nó ưỡn ngực ra mấy em. Hít xà đơn là phải ưỡn ngực ra. Cố lên. Cố lên. Vô. Hai lần nữa. Chậm thôi. Lên. Giữ yên vị trí. Xuống chậm thôi. Tốt lắm. Tốt. Đúng rồi. Bắt chéo cổ chân nào. Được rồi. Tốt lắm. Lên nào. Được rồi đấy. Kiểm soát lực nhé. Đúng rồi. Đó, cơ đẹp chưa? Tập quá nhiều rep. Tập quá nhiều rep mấy em. Cái này bạn nào tập bắt OT là qua chơi không nổi đâu. Rồi ơi, xấu rồi, quẹo luôn rồi. Nặng quá nó mỏi á. Nó cái giáo án FS7 này nè, nó mạnh lắm mấy em. Tập liệt luôn á. Nó tập nó tới ngày cứ come on hoài ơi, đẩy ta lên. Bạn làm tốt lắm. Đó, good job kìa, good job. Nói chung là buổi tập rất là lửa đúng không em? Má, tập rất là lửa. Hai lần nữa. Để hôm nào phải quay được cái giáo án này mới được. Đúng rồi, như thế. 1 2 Tốt. Thêm một lần nữa. Được rồi, giờ xuống thật chậm nào. Cố lên. Một lần nữa nào. Nhìn là thấy có hứng rồi đó. Oh, cái tướng sexy chưa? Đó, mấy em nhìn nha. Giữ tư thế đó, bắt đầu đi. Tốt. Tốt. Đó, tốt, tốt kìa. Good, tốt, tốt rồi. Từ từ nào, lúc đưa lên hãy kiểm soát nó. Dừng nhanh ở đây, rồi tiếp tục. Đúng rồi, tốt. Đó, đó là các bạn sẽ thấy là cái mục tiêu giáo án này là tập tạ không nặng nhưng mà tập nhiều, tập cái nào nó rõ ràng cái đó. Được rồi, vừa rồi là các bài dumbbell row kéo lên ngang hông, đó là phần đầu của set tập. Sau đó nâng lên đến ngang ngực để nó ăn vào phần lưng trên. Chúng tôi muốn có sự đa dạng trong bài tập để có vẻ ngoài hoàn thiện và mọi nhóm cơ đều được tập luyện. Bạn hãy tập như Henry khi nãy ấy. Đúng rồi. Xoay vai hơn tí nữa. Đúng vậy. Cơ thấy cưng dễ sợ luôn. Trời ơi, đó bà rô kìa. Mấy em phải tập tư thế này, tư thế đẹp, chụp hình nha. Đó, vô, thả xuống, lên. Nhỏ này ghê hơn. Gà này ghê quá. Một lần nữa. Giữ nguyên ở đó. Giữ nguyên nào. 5 4 3 2 1. Giỏi lắm. Bắt đầu tập nào. Gồng cơ lại. Kiểm soát tốc độ nào. Đừng nhanh quá. Tốt. Dài tay ra hơn nữa. Đó là cự ly của bài tập. Khi xuống bạn phải đưa tay dài ra hơn. Đúng rồi. Tốt lắm. Giờ tôi muốn bạn kéo lên và giữ lại. Giữ yên nào. 5 giây. 4 3 2 1. Tốt lắm. Yeah.
Trời ơi, tướng kìa, xù ghê luôn em. Má ơi, ơi bự vậy. Đưa tay lên cao hơn. Đúng rồi. Giữ thẳng nào, không cần xoay quá nhiều như thế đâu. Để phần đế tạ hướng xuống đất. Đúng rồi, cậu thấy tôi làm mẫu rồi chứ. Không cần quá nhanh đâu, như thế. Tốt, ngực cao lên một chút, đúng rồi. Chậm mà chắc. Giờ chúng ta sẽ tập vào phần lưng trên nhé. Tốt. Cái này là BT rút. Cẩn thận tay đấy. Cậu phải cầm tại như thế này này. Được rồi, tiếp tục đi. Đúng rồi, tốt lắm. Tốt. Má tướng cô ấy thật là khủng khiếp. Má nhìn cô ấy tập luyện kìa. Giữ yên ở đó. 3 2 1 xuống. Cậu thấy mình làm sai chỗ nào chưa? Dừng lại. Làm một cách trơn tru vào. Như Arnold ấy. Tôi muốn cậu nghĩ như Arnold. Đúng rồi. Mấy model này có tật là mỗi lần tập xong là gồng à. Ghê chưa? Trời ơi. Mày thi giải nào ta? Cái phòng tập thì rất là bình thường, nhưng mà con người thì rất là chất lượng. Bởi vì nơi sản sinh ra những huyền thoại, nó chưa hẳn là những nơi đẳng cấp. Danh tiếng nó không nằm ở đẳng cấp, mà danh tiếng nó nằm ở con người. Đó, các bạn thấy cái trung tâm tập luyện của người ta so với máy của THOL thì không là gì cả. Rất là bình thường, rất là tầm thường. Nhưng mà có những người rất là nhiệt huyết, tập luyện rất là cố gắng. Và có những thầy rất là tuyệt vời. Chàng trai cô gái mang vinh quang cho thành thế giới. Cố lên. Đó, rất là động lực không các bạn? Trời ơi. Cái lưng kìa. Cánh bướm hoàng hôn. Anh, mặc dù Duy Nguyễn đã tập rồi, tập hồi trưa rồi, nhưng mà nhìn thấy video này, nhìn thấy khung cảnh này muốn tập nữa. Lao vào phòng gym, lao vào phòng gym tập tạ hoạt động. Rất là nhiệt huyết, rất là máu lửa. Không gì khác ngoài đam mê. Giữ nó lại một lát. Đúng rồi. Kéo xuống tới ngực. Đúng rồi. Căng ngực ra. Cổ lên nào. Ép hai bên cơ lưng vào. Tốt. Đổi bài. 1 2 3 4 5 Lên chậm nào. Tốt. Đúng rồi. Tốt. Tốt. Kéo xuống đây này. Tốt. Tốt. Tiếp tục đi. Cố lên. Tăng mức tạ nào. Tiếp tục. Cố lên. Cong lưng nữa. 2-3 set cuối cùng. Cố lên. Nhớ động tác kéo xô là các bạn phải ưỡn ngực. Ưỡn ngực và ưỡn ngực. Lên tạ. Cố lên nào. Ưỡn ngực ép lưng, ưỡn ngực ép lưng. Kiểm soát tốc độ. 3 4 Một lần nữa. Giữ nguyên. Giữ nguyên nào. Giữ lại. Giữ lại. Được rồi. Thả ra. Ơi mệt quá. Đến lượt của cô rồi đấy. Tốt. Cong lưng nào. Kiểm soát tốc độ. Nhìn buổi tập rất là máu lửa phải không các bạn? Tập gym là phải như vậy. Tập 4 lần nhé.
còn sức thì tiếp tục nha. Cố lên. Rep cuối nào. Xuống, xuống, xuống. Giữ nó lại. 3, 2, 1. Tốt. Được rồi. Cô làm tốt lắm. Frank Buckner. Nhớ tới câu tập lưng nào. Come on, let's go. Very good. Good. Come on. Come on. That's it. 2. Hai. Tốt. Một rep nữa. Một set nữa. That's it. That's it. Trời ơi, má ơi, fan quá trời luôn. Con bước kéo không đóng bước kéo bên luôn. That's it. Good job. Good job, man. That's awesome. Come on. There you go. Good job. Tiếp tục cố gắng nào. Lên hết mức và xuống để kết thúc rep. Làm đi nào. Một lần nữa. Tốt. Lên mức tạ nào. Cố lên. Cho mọi người thấy bạn làm được gì đi. Cố lên. Ba lần nữa. Một, hai. Một lần nữa. Tốt lắm. Đó là nãy giờ tập bài lat pull down nha mấy em. Đây là đỉnh Olympia của cậu. Chinh phục nó đi. Ba rep nữa. Cố lên. Một, hai. Giữ nó lại. Lên tạ. Tập đó là chúng ta phải gồng thường xuyên. Giữ nó lại. 5, 4, 3, 2, 1. Khá lắm. Tôi không chắc nữa. Cô ấy nhìn khá nét đấy. Nhưng cậu cũng không kém cạnh là bao nhiêu đâu. Được rồi mọi người, hôm nay chúng ta đã có một buổi tập rất tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên chúng ta tập nhóm như thế này. Chúng ta đã tập với những người chuyên nghiệp, cho tới các bạn đang phấn đấu lên chuyên. Có cả những người đang chuẩn bị đi thi đấu, những người đang chuẩn bị điều đi, những người tập thể hình, có cả những người có chứng nhận thi đấu chuyên nghiệp. Điều tôi muốn mọi người hiểu là điều quan trọng ở đây là mục đích tập luyện. Không quan trọng bạn đang ở mức nào, quan trọng là bạn muốn đạt được gì. Bạn bắt đầu ở đâu cũng không quan trọng bằng hướng đi bạn đã chọn. Cuối buổi tập chúng ta sẽ muốn tập trung vào việc đã giúp đỡ nhau tập luyện và đưa nó đi lên một tầm cao mới. Đây là một cái nhìn về tương lai của chúng ta, của Evogen. Mọi người lại đây nè. Evogen! 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 Trung tâm gym hoành tráng triệu đô. Máy tập Mỹ 150 triệu. Máy leverage đa dạng, chất lượng cao. Tạ PU cao cấp 100.000 trên ký. Máy tập Selectorize 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm. Trang phục tập luyện cao cấp. Zumba, yoga, belly dance. Nội thất vệ sinh xịn sò. Thiết bị cardio siêu hiện đại. Phi thực phẩm bổ sung. Không gian sang trọng. Giá chỉ từ 400.000 một tháng.